Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều tối lễ tạ ơn thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022, từ Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, hai hôm trước, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ có ra phán quyết đó là cựu Tổng thống Donald Trump phải giao hồ sơ thuế má của ông cho Quốc hội xem xét. Quý khán thính giả cũng còn nhớ, từ năm 2019, dân biểu liên bang của Mỹ ở tại Massachusetts thuộc đảng Dân Chủ là ông Richard New. Ông có nộp vào Ủy ban về Đạo đức của Quốc hội Hạ viện. Ông yêu cầu là phải xem hồ sơ thuế má của Tổng thống Trump vì đây là thông lệ bình thường của tất cả những người ra tranh cử ở tại Quốc hội cũng như ở tại các cấp, ngay cả ở tại thành phố như Houston của tôi, cũng đều phải giao hồ sơ thuế má của mình, cũng như là việc mình gây quỹ cho tranh cử được bao nhiêu là phải khai thuế rất rõ ràng, khai luôn cả tài sản của mình có bao nhiêu, để tránh đi những trường hợp tiêu cực có thể xảy ra. Nhưng mà khi ấy, Tổng thống Trump còn là Tổng thống, ông không có chịu đưa ra. Và Ủy ban Đạo đức của Quốc hội lúc đó có gửi hồ sơ qua bên phía của Bộ Tư pháp. Mà Bộ Tư pháp thì lúc đó là dưới quyền của Tổng thống Donald Trump. Thế là họ bác đớn, không làm gì được ông Tổng thống Donald Trump hết. Nhưng khi mà 2020, cựu Tổng thống Donald Trump thất cử và Tổng thống Biden lên nắm quyền vào năm 2021, thì Quốc hội lại một lần nữa yêu cầu Bộ Tư pháp, và Bộ Tư pháp lúc này do Tổng thống Joe Biden chỉ định là ông Merrick Garland, ông liền yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải giao hồ sơ thuế má ra. Ông không chịu thì Bộ Tư pháp của Mỹ kiện ông. Và vụ kiện đã lên tới tối cao pháp viện của Hoa Kỳ và có phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ vào ngày hôm kia, đó là cựu Tổng thống Donald Trump phải giao hồ sơ thuế má cho Quốc hội xem. Vì đây là một việc phải làm, không những đối với cựu Tổng thống Donald Trump mà đối với tất cả các ứng cử viên chính trị của nước Mỹ ở các cấp. Không thể trốn đi được. Tôi nhiều lần rất là ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng cũng nhiều lần tôi nói những điều mà tôi không đồng ý. Thì đây là một lần tôi lên tiếng về sự không đồng ý đó với cựu Tổng thống Donald Trump. Khi mà cựu Tổng thống Donald Trump nghe được tin là tối cao pháp viện bắt buộc ông phải giao hồ sơ thuế ra, thì ông lại viết lên trên Truth Social của ông, đó là tại sao mà không ngạc nhiên được khi mà tối cao pháp viện đã có những phán quyết bất lợi cho tôi. Họ luôn làm như vậy trước đây, và trong vấn đề mà thuế má này thì họ lại tạo một tiền lệ thật là xấu, xấu lắm cho các vị tổng thống tương lai của nước Mỹ. Và ông nói tiếp, tối cao pháp viện đã mất đi sự danh dự, ưu tú và vị trí của họ vì không có gì mà tệ hơn là đứng về phía chính trị mà có những phán quyết như thế. Đây là một việc làm mà đất nước Hoa Kỳ sẽ phải trả một giá rất đắt. Họ, tức là tối cao pháp viện, từ chối không thèm xem kết quả bầu cử năm 2020 rất là gian lận như thế. Thật là mắc cỡ cho họ. Thưa quý khán thính giả, ở đây cũng xin nhắc nhở đó là tối cao có pháp viện có 3 người mà do chính cựu Tổng thống Donald Trump đề cử. Đó là bà Amy Coney Barrett, đó là thẩm phán Brett Kavanaugh, và đó là thẩm phán Neil Gorsuch. Nhưng bây giờ Tổng thống Donald Trump không hài lòng thì cũng nói được chứ. Thật là mắc cỡ cho họ. Và ông cũng nêu lên nhiều chuyện. Ông nói như thế trước mặt tối cao pháp viện
Tổng thống của nước Mỹ không có cái vị thế đứng trong cái cuộc bầu cử của chính ông ta. Thật là mắc cười. Ở đây, thưa quý khán giả, tối cao pháp viện nói rằng ông phải giao hồ sơ thuế má ra vì đây là một thông lệ của tất cả các ứng cử viên các cấp. Ông lấy cái quyền gì mà ông tự cho rằng ông có quyền đặc biệt hơn họ? Ngay từ những lần tranh cử vào năm 2016, ông cũng không chịu đưa hồ sơ thuế má của ông. Và vì ông đắc cử nên là chuyện mà người ta khó coi hồ sơ thuế má của ông để biết rằng có chuyện gì thiệt hay giả. Ông là người lãnh đạo quốc gia, việc trong sáng trong vấn đề tài chính là cần thiết để mọi người noi theo. Nếu ông không có gì mà sai trái trong hồ sơ thuế má thì ông cứ việc giao ra. Nhưng đây không, ông từ chối không giao hồ sơ thuế má từ năm 2016 cho đến bây giờ là đã hơn 6 năm. Và bây giờ ông chính thức ra tranh cử cho cuộc bầu cử năm 2024. Ông là một ứng cử viên thì cũng giống như bao nhiêu ứng cử viên khác, ông phải giao hồ sơ thuế má ra. Đây là nhu cầu của nước Mỹ. Tối cao pháp viện đã phán quyết như vậy, chả có gì là xấu hổ cho tối cao pháp viện cả. Ông không thể nào đứng trên luật pháp được. Tôi ủng hộ ông rất là nhiều lần. Tôi đã từng đóng tiền cho quỹ tranh cử của ông đó cơ. Nhưng mà tôi không hài lòng về việc mà giấu giếm hồ sơ thuế má này. Đây là một việc nó tỏ có một cái chuyện gì đó kỳ cục lắm. Ngay cả việc mà ông trả lời và ông tweet lên trên mạng cũng như là trên Truth Social Media đó, thì tôi hỏi là ông có trả lời là tại sao ông lại có quyền miễn nhiệm không giao hồ sơ thuế má ra giống y như các ứng cử viên khác ở các cấp. Tôi nhớ khi tôi tranh cử những năm trước, khi tôi chỉ là nghị viên của thành phố Houston, bé cỏn con so với chức vụ của ông mà cũng phải giao ra hết. Không giao ra là không được. Ở nước Mỹ, ông biết có nhiều người muốn xem thử mình làm ăn có hợp pháp hay không, để mình xứng đáng ra tranh cử. Ông biết chuyện này mà. Thế nhưng ông bây giờ ông tấn công vào tối cao pháp viện. Ông nói tối cao pháp viện như thế là đứng về phía chính trị. Ôi, nếu nói về đứng về phía chính trị đó, thì quả thật tối cao pháp viện đã có rất nhiều lần đứng về phía của cựu tổng thống Donald Trump. Nên là không thể nào nói là vì cái chuyện mà tối cao pháp viện ra phán quyết này thì là đứng về phía chính trị, làm tổn thương đến danh dự nước Mỹ không. Còn tối cao pháp viện không ngó vào cuộc bầu cử năm 2020 nữa là tại vì dầu có những nghi vấn nhưng mà các tiểu bang, các tối cao pháp viện của tiểu bang họ đã xem xét cái chuyện này đủ rồi, lên tới tối cao pháp viện liên bang không có đủ thêm bằng chứng thì họ không cứu xét là đúng thôi. Ông là tổng thống nhưng ông cũng là một cử tri bình thường, phải nhớ như thế. Hệ thống bầu cử là có cả ủy ban tranh cử, họ xem xét chứ không phải rằng là chỉ có một ông tổng thống là đứng trên tất cả. Nên ông nêu ra vấn đề là rất là mắc cười, ông không có standing, là vì thế đứng trong trong tối cao pháp viện. Standing đây là chữ luật pháp của nước Mỹ thưa quý vị, không phải đứng đâu. Standing đây là có cái quyền. Standing là cái quyền mà đứng khởi tố hay là cái quyền mà đứng tranh tụng tại tòa. Thì ông không có standing là đúng rồi. Quyền đó là quyền của ủy ban tranh cử liên bang hoặc là ủy ban tranh cử của các tiểu bang. Khi mà các ủy ban đó thấy không có chuyện gì nữa hết thì họ không có kiện, thì tổng thống không có quyền gì hết. Chỉ trừ khi nào ông chứng minh những nghi vấn, tôi đồng ý có những nghi vấn. Nhưng mà nghi vấn đó nó phải được gọi là vượt qua một mức mà Mỹ họ gọi đó là beyond a reasonable doubt, tức là vượt qua những cái sự nghi ngờ bình thường.
Cựu Tổng thống Donald Trump chưa chứng minh được điều đó, nên tôi hoàn toàn đồng ý với tối cao pháp viện. Ở chỗ này là ông không có standing. Dầu rằng tôi rất ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhiều điểm, nhưng điểm này tôi lại không đồng ý. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề hồ sơ thuế má của cựu Tổng thống Donald Trump. Bây giờ cựu Tổng thống Donald Trump bắt buộc phải giao cho Quốc hội để Quốc hội xem xét. Nhưng mà bây giờ Quốc hội, ủy ban về vấn đề mà đạo đức thuộc về Hạ viện. Mà Hạ viện kỳ này là của đảng Cộng Hòa nắm đa số, hơn có một phiếu thôi. Hạ viện, ủy ban đạo đức có chịu xem và có chịu tiếp tục truy tố hay gì đó, đó là quyền của Hạ viện. Không biết kỳ này Hạ viện dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Hòa có chịu làm điều này hay không? Tôi nghi ngờ là Hạ viện kỳ này chắc sẽ đòi hồ sơ thuế má của cựu Tổng thống Donald Trump. Vì ở trong Hạ viện không phải ai cũng chịu và đồng ý cho cựu Tổng thống Donald Trump kỳ này ra tranh cử. Mà nếu ông ra tranh cử thì các dân biểu liên bang của Cộng Hòa cũng nói rằng là Tổng thống Donald Trump lấy quyền miễn nhiễm nào, đặc quyền nào mà tự cho mình có quyền là không phải giao hồ sơ thuế má đó ra. Vì chính các vị dân biểu liên bang đó khi ra tranh cử cũng phải giao hồ sơ thuế má. Họ biết điều đó. Nên tôi tin tưởng là đảng Cộng Hòa kỳ này sẽ yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump đưa hồ sơ thuế má ra xem. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.